Ui, nỉnh vãi. Ui, vãi đạn. Có lịch quay review xe cho các bạn, nhưng anh nhớ bảo là có thực kiếm vực được đạo các bạn ạ. Này anh dắt ra một cái quán rất là nổi tiếng ở đây, các bạn thấy đông không? Phía bên này có cả bãi đỗ xe này, rộng chưa, rất là nhiều xe tới để ăn. Giờ mình sẽ vào đây để mình rất là may được anh Hiếu dắt đi thưởng thức cái món này, nếu mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Vào quán đây. À, quán cũng rất là đơn giản. Sợi bún ở đây thì nó lại to giống trong Huế chị nhỉ? Vâng, bún tự làm. Nhà mình tự làm luôn hả cô? Vâng, bún tự làm luôn. Vâng. Vịt này là mình nuôi ở đâu rồi bố? Vịt khác nuôi ở Đồng, nuôi ở nhà. À, còn vịt thả chuối. Và có 4 bát cái canh có. Vịt chuối ạ. Vịt chuối, vịt thả chuối. À thả suối. Ờ. Ăn chuối, thả chuối. Còn thử miếng nhỏ nhỏ nha. Ừ, các bạn thử đi. Không thấy ngọt thì đâu, không thấy thơm thì đâu. À, mời các bạn ăn thử nha. Cho bạn. Đây. Chị nó đang đổ nước. Đấy, quay cả tiết canh luôn. Đấy có cả tiết canh vịt nha. Một bát này mình bán trung bình thì bao nhiêu tiền hả bố? À, bình thường 30.000. Giá rất là hợp lý. Rất là nhiều thịt các bạn nhé. À, chị Luân là vợ của anh Hiếu. À, bạn thân bạn thân của anh Hiếu. Còn đây là em trai của anh Hiếu. Dạ. Canh gì đây? Đã được anh. Cho cháu toàn hát tiết canh không? Luôn. Hai bát tiết canh gì? Hai anh em chưa tiết canh. Ok, mời các bạn ăn thử món bún. Tiết canh gì ăn được hết. Rau gì vậy anh? Rau húng vịt. Chuyên để ăn thịt vịt. Còn đây là rau hạt dổi. À, lá hạt dổi, em biết lá hạt dổi. Nhưng mà đây là cây, không bị hạt dổi. Nước dùng rất là vừa các bạn ạ. Sợi bún ăn thử sợi bún xem. Wow, khác biệt đấy. Sợi bún rất là mềm. Cô bảo là cô tự làm nhá. Bún là cô tự làm. Thịt rất là ngon các bạn. Chị Caramel đang quay cho mình mà cứ ngồi cười thôi. Để em ok thấy cái gì. Chị có hay ra đây ăn không? Nghe suốt. À. Chắc quá là sáng lên mặt. Cái đây 15 cây rồi à? Không. Kể cả xa 15 cây thì chị vẫn đi được không? À, quán phở kia cổ 9 chùa anh mới đẹp. Xa vẫn ăn. Cháu sáng rảnh mà. Vâng. Vừa lấy mình tính tắt máy quay các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy cái, mình ăn thử cái, anh Hiếu anh nói là đây là cái rau húng vịt các bạn ạ. Mà mình ăn mình thấy đặc biệt quá nên mình quay tiếp cho mọi người xem. Đây nhá, cái lá nó sẽ kiểu này. Mình ăn rất bất ngờ luôn, kiểu là nó có một cái vị ngọt và rất là thơm, ngọt thanh thanh như các bạn ạ. Ăn lạ đúng không? Vâng, hơi giống vị cam thảo các bạn ạ. Lần đầu tiên mà em đã ăn cái món này luôn anh ạ. Các bạn rất là thơm. Không, anh Hiếu anh bảo là không ăn bún ăn nguyên rau đấy. Ngon.
giới thiệu với các bạn, đây là một cái loại lá gọi là lá dổi. Cái lá dổi này thì hương vị nó giống như cái quả dổi ấy. Còn nếu mà bạn nào mà chưa ăn quả dổi thì nó tóm lại là lá nó thơm và ăn cũng rất là ngon. Đây là bạn nhân viên đang dắt con xe của anh Hiếu ra sân các bạn ạ. Quay rồi. Tí mình sẽ được chạy thử mấy con này các bạn ạ. Ô nổ to thế nhở. Con này bao nhiêu cân anh Hiếu? 300 cân. Hai anh em thì mới có thể là dựng được con lấy lên các bạn ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở cà phê Núi Cấm cùng với cả anh, thôi để anh tự giới thiệu nhé. Mình tên là Hiếu, mình sinh năm 1994, là chủ chuỗi cà phê ở Hà Giang. Mình có các quán cà phê gỗ bao gồm là cà phê Núi Cấm, cà phê Tam Giác Mạch và cà phê Phố Cổ. Anh Hiếu sinh năm 94 các bạn ạ, nhưng mà anh lại có một cái đam mê ô tô thì anh có nhưng mà anh không thích độ. Đây, các bạn xem con màu trắng răng cơ của anh này, WeChat này. Mình hỏi anh là, ủa sao không độ lốp lên, bảo là ô tô anh đi nguyên bản. Nhưng mà về xe thì anh rất thích. Thì hôm nay là mình có tới đây và mình biết được anh rất là thích xe. Nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai con xe của anh. Đấy chưa? Ở trên đây thì mình sẽ review con xe gì anh nhỉ? Con Headlay 48 Davidson, Headlay 48. Headlay Davidson 48, 48. Anh có thể giải thích cho các bạn là cái tên gọi của nó Headlay cái gì nhỉ? Headlay Davidson. Davidson và cái gì đằng sau nữa? 48. 48 cái là 48 ấy. 48. Đúng rồi. À. Đây các bạn, bây giờ review thì mình thường mình sẽ review cái gì trước anh? Nói chung là về thông số máy móc thôi. Thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên là mình review các bạn ạ. Cho nên là còn hơi bỡ ngỡ một tí. Bây giờ thì em cứ thấy cái gì em không biết em hỏi anh nhá. Ok. Anh có thể nói với các bạn về cái thông số lốp trước và lốp sau của nó không? Đây, anh gì? Thông số lốp trước thì đây là vành 16. Lốp trước là 130-90. Vành 16, 16 inch thì đây con này, đây. Đúng rồi. Và con này là vành đá chấu, vành đúc đá chấu. Đấy, lốp rất là dày. Lốp dày anh? Có xăm không anh? Không xăm. Con này, lốp này là lốp không xăm. Lốp không xăm? Đúng rồi. Thực ra chưa thủng lốp bao giờ. Em thấy là kiểu mình đấy, đi ít đúng không? Đúng rồi, con này đi rất ít mới được có hơn 1 vạn miler một chút thôi. Hơn 1 vạn miler là sao anh? Hơn 1 vạn miler nghĩa là nó tính ra km thì nó rơi vào tầm khoảng gần 3.000 km đấy. Gần 3.000? Gần 3.000, con này rất là mới. Ui trời, không, nó có chân chống. Có đổ đâu anh? Không, nó có chân chống. Cái bánh nó hơi yếu. Về máy móc con này thì là dung tích cc của nó là 1.202 cc. Đấy. Anh quay sát cái bộ phận máy của nó này. 1.200 ạ. 1.202 cc. 1.202 là hình như là em thấy là có hai cái bộ máy này đúng không anh? Máy. Mỗi máy là 600 cc. 600 cc. Thế cái gia tốc nhanh nhất của nó tăng từ 0 đến 100 km là trong vòng bao nhiêu giây anh? Cái này mà gia tốc tăng thì mình tăng nhiều mà không đếm giây, nó chỉ rơi tầm khoảng 3 đến 4 giây thôi. Nó vút vít phát đề 3 phát là lên 100 cây luôn. Đúng rồi. Lên rất là nhanh. Con này thì mình độ khá nhiều đồ chơi. Đây là không phải là nguyên bản của nó anh? Đúng rồi, như cái dây này là độ rồi này. Đấy. Dây đấy cũng độ rồi, gương. Cái dây độ, bô. Dây này độ này có tác dụng gì anh? Có nghĩa là thay vào cho nó đẹp á. À. Gương này là mình để ở dưới. Đúng rồi. À. Bô. Đây, quay sang này xem bô anh. Để cho phòng lên đi. Ở đây là em thấy là có hai bô này này, hai bô là nó cho hai máy này luôn. Đúng ạ. Rồi, hai máy đây. Đấy, trước này mình độ luôn cả lọc gió rồi. Con này thì làm mát bằng gió. Lúc đầu của nó thì cái bô của nó là một bô hay là hai bô anh? Vẫn là hai bô hết. Cái bô zin nó gần giống như này thôi. À. Nhưng con bô này thì nghe nó hay hơn. Ô, em thấy là xe thường thường người ta sẽ sử dụng xích mà đây nó lại sử dụng cái này. Con này là dùng dây cu loa. Sử dụng dây cu loa các bạn ạ, đây này. Anh quay sát cho bạn xem này. Dây cu loa. Nhưng mà không biết tăng tốc vậy nó có bị đứt dây cu loa hay không sao anh nhỉ? Không, không. Cái dây cu loa này thì mình sẽ thay định kỳ thôi.
đến một mức km cố định là mình phải thay. À. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái vòng bánh dây cu loa đây nó rất là to nhá. Cái vòng này là bao nhiêu, anh quay được phía bên này hất vô thì các bạn mới nhìn được. Anh có biết cái vòng này khoảng bao nhiêu không anh? Cái vòng này nó dư khoảng 13 14 inch. Còn cái vòng tua này bên trong thì sao ạ? Cái trước này nó bé thôi. Nó bé thôi, chắc tầm khoảng 7 8 inch. À. Đây đây. Bình xăng của con này thì là sẽ sử dụng là bao nhiêu lít anh? Bình xăng con này bé lắm, bình xăng con này có 8 lít thôi. Thế là mình chạy được khoảng bao nhiêu cây thì mình phải đổ xăng? 100 cây, hơn 100 cây là phải đổ rồi. Nhưng mà độ bô này chạy tầm 100 cây là phải đổ rồi. 100 cây? 100 cây là phải đổ. 100 thì 120 là phải đổ. Bây giờ anh có thể là bật tiếng xe lên để cho bạn nghe thử cái tiếng xe nhé. Đè như nào anh? Đây là bật điện này. Đây là bật điện này. Bật điện xuống ở đây. Ui giời. Các bạn nghe tiếng bô à? Na số 0 đúng không anh? Lên được không anh? Thử bóp lên nào. Nổ như kiểu là tiếng súng nổ các bạn ạ. Ok anh. Rồi anh có thể chạy thử các bạn xem được không? Ok thì sẽ xuống đôi, mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Xuống đôi chạy đúng không anh? Ok. À quên, mình vừa chưa giới thiệu các bạn, đây là Caramel của mình. À, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân đó. À, mình tên là Khôi, mình sinh năm 92, hiện tại thì mình đang làm cái du lịch ở Hà Giang. À... Hiện tại anh Khôi chưa người yêu nhá, sinh năm 92 chưa người yêu các bạn nhá. nếu mà các bạn nào thích anh thì phải liên hệ anh cũng bằng cách nào ạ? À, mình thì mình có cái trang của mình, nó là Hợp tác xã Thương mại Du lịch và Vận tải Cao Nguyên Đá. Thì mọi người có thể là liên hệ qua với mình qua cái trang đó. Ok, thế anh có thể nói một chút về kiểu là anh mong muốn người yêu tương lai của anh như nào không anh? À, người yêu tương lai của mình biết đi dép và trời mưa nhớ là phải chạy vào nhà nhá. Ok. Vừa đấy thì anh ấy có quay cho mình xem về cái xe. Thì để mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn nhá, về các bộ phận con xe. Và mình sẽ lồng nhạc cho anh em cảm nhận. Tại sao lại mặc quần đùi lại nóng anh? Máy bốc vào nóng lắm. Cái hơi cái tản nhiệt và không khí mà. À. Hai đứa thích xe không? Em có. Thích xe hả? Vâng. Có muốn chụp ảnh với xe anh chụp cho. Em không mang điện thoại. Xuống anh chụp cho. Xuống đi. Rồi, hai đứa vào xin chú Hiếu cho cháu chụp nhờ cái ảnh. Rồi, đứng đây nào, chú chụp cho. Đứng tựa xe nhá, đứng ở đây nhá, cười tươi này.
1, 2, 3, 2, 3, rồi ra đứng con xe kia đi. Cẩn thận bỏng đấy. Thích không? Bỏ cái mũ ra. Rồi bỏ cái mũ xuống xuống đất. Chụp cho đẹp. Rồi nào, đứng đây nào. Cái tươi này, 1, 2, 3. Có muốn ngồi thử không? Sợ à? Vui không, vui không? Có à? Lần đầu tiên trải nghiệm con xe này các bạn nhá. Đề sẽ kéo này xuống. Kéo đấy xuống là đề. Kéo này xuống. Đúng rồi. Không kéo giữ. Kéo giữ. Rồi, thả ra. Thả ra. Đang số 0 đúng không anh? Gãy số như bình thường đúng không? Một số 2 và 1 lên. Đây số 2. Số 2 đi luôn này. Là rất ít khi lên đến số 3, chỉ đi số 1, số 2 thôi. Bao giờ gia tốc tầm ở trên 100 thì hãng đi đến số 3. Đấy. À đi con to này bao lâu liệu? Có nghĩa là tốc độ nào thì số đấy. Cơ chế của đi phần của lớn là như vậy. Số 1 với số 2 thì mình cứ đi dưới 100. Đúng còn rồi. Khi bắt đầu lên đó hơn 100 là, thì là mình đi chạy thôi. Nhưng mà như anh chạy thì giờ hầu dưới 100 anh toàn đi số 2. À. Vòng tour là anh để tầm 5-6 nghìn. Lúc nào vòng tour phải đạt ở cái mức nước là 5. Anh quay sát đây cho các bạn xem cái vòng tour đây này. Để đi rút này ra. Đảm bảo độ an toàn đó. Khi mình cần cái vòng tour, cái vòng tour là cái vòng tour chỗ này đúng không anh? Đúng rồi, vòng dài đấy. Anh thường thường anh đi sẽ để vòng tour 5 để 5 đến 6 nghìn đây. Đúng rồi. Mà khi em gặp em chưa gặp chứng ngại vật nhá. Em chưa cần phanh em nhả ga nó đã hãm rồi. Đấy, cái vòng tour là hãm tour mày nó hãm rất là tốt. À. Đấy. Không ai có thể nhìn như này không ai nhận anh là một ông chủ đâu. Rất là dân dã luôn. Ăn mặc rất giản dị, đội còn mũ ngược cơ bạn ạ. Bây giờ thì anh sẽ chạy cái dáng này cho các bạn xem nhá. Dáng xe nhá. Anh nói là cái dáng xe con này là thích hợp. Con này là nó phù hợp cho cái việc mà chạy đa địa hình, nhất là địa hình như kiểu Hà Giang thì đường nó quanh co và cái gầm xe nó cần phải cao để mà thoải mái di chuyển, mà không phải lo cạ gầm. Ví dụ như xe thể thao, xe sport ấy là nó gầm thấp, đúng không? Đúng rồi. Và tư thế ngồi nó rất là vất vả. À. Xe sport thì thực sự là nó chỉ phù hợp đi trên 100 km/h. 100 km/h. Xe này thì có thể đi 5-60. Vừa lấy em cứ hay chạy dòng sport quen, anh cứ cúi cúi người xuống ấy. Nó hơi khó lái tí. Đó là con này phải đứng thẳng lên như vậy anh. Đúng rồi, con này ngồi thẳng. Dòng xe là dòng xe con Hyper 950 là con mà anh yêu thích nhất đấy. Con này là con anh yêu thích. Hai đời Hyper rồi. Ngày xưa anh chạy một con Hyper 821, Hyper Chara 821. À. Sau đó đổi lên con Mantis Chara 1200S. Con này Mantis là sao ạ? Con Mantis kia là con Mantis Chara 1200S. Ducati Mantis ấy. Nó cũng là hãng Ducati. Nó là con bài cuối của Ducati ấy. Con đấy chuyên touring. Rồi anh ấy đổi cái con này. Nói chung là con xe này là hợp nhất. Anh thích con này nhất? Thích con Hyper nhất. Con này là anh nói là bao nhiêu mã lực nhỉ? Con này là 950cc. 950 luôn ạ? Đúng rồi. Cái cân nặng của nó là bao nhiêu cân nhỉ? Con này thì nhẹ thôi, con này có cả xăng thì nó gần 200 cân luôn. 200 cân? Nhẹ, đúng rồi. Như anh nói con này là 4 tạ hay 3 tạ? Con này mà cả xăng nó rơi tổng khoảng 3 tạ. 3 tạ? 3 tạ. Đó là đồ chơi yêu cái gì mà 3 tạ gấp rưỡi xe này đấy. Con này nặng gấp rưỡi. Con này đi đường cũng cao, thích lắm, nhẹ nhàng. Cái con này khi mà mình chạy nhanh mình đứng thẳng người vậy nó có bị cản lực lắm không anh? Có, con này con xe Hyper này thì nó không dành nó phải dành cho tốc độ. À không dành cho tốc độ, chạy con nhanh. Là chạy gọi là chạy đường trường ấy. Đấy, càng đường xấu anh càng thích chu cả. À kiểu mình đứng thẳng ở lên rồi mình chạy kiểu ấy rất là khỏe. Con này là kiểu là lai cao cao ấy. À. Càng đường xấu thì đi và càng sướng. Càng thích. Đây là lý do tại sao anh hay chạy con này đi đúng phượt rồi. Ở Hà Giang. Đúng rồi, con này hay là con hay chạy đi vùng cao. À. Lên quán trên Đồng Văn. Giờ mình Văn rất là thích. Mình sẽ review chi tiết các bộ phận cho các bạn xem nhé. Con này đồ chơi lắp khá là nhiều. Anh lắp đồ chơi rồi. Đây, chống đổ này. Đấy. À đây là chống đổ đây. Đèn Kenzo xịn này. Đấy.
trợ lực mặt chip. Trợ lực này thì nó có tác dụng gì anh? Trợ lực này là có nghĩa là mình chạy nó có hỗ trợ cho mình, và khi nó bị giằng lái ấy. Đấy, kiểu bị giằng giằng đi nhanh quá đấy thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Còn đây là con, đây là bô Botemi của Mantis, full system của Mantis. Bô gì anh? Botemi. Botemi. Nó anh lắp cái bô này thì tiếng nó sẽ hay hơn đúng không? Đúng rồi. Tiếng hay hơn rất là nhiều. À. Nó đảm bảo những cái tiêu chuẩn khí thải của ở đây mình có độ giảm quy sít 2 chiều đó. Bên nào anh? Đây. Đây là quy sít 2 chiều. Đúng rồi. Cái này là cái trợ lực côn. Đấy, còn cái này là cái quy sít 2 chiều. Quy sít 2 chiều có tác dụng gì anh? À, có nghĩa là khi mà đặt một cái gia tốc nhất định thì mình lên số xuống số không cần bóp côn. Lên số xuống số không cần bóp côn luôn. Đúng rồi. À, vậy là đang chạy gia tốc cao rồi thì mình lên luôn. Đúng rồi. Còn cái này anh nói là cái gì nhỉ? Cái này là trợ lực côn. Tác dụng của nó là côn nó nhẹ nhàng hơn. À, bóp côn nhẹ nhàng hơn. Thế này cũng lắp nhiều đồ chơi phết nhỉ? Của hãng Ducati luôn các bạn ạ. Cái lúc mà anh mua con này là anh mua là hết bao nhiêu vậy anh? Con này thì anh mua lại một người bạn gần 400 triệu. Mua lại gần 400. Gần 400. Đúng rồi. Và anh độ vào nữa thì nói chung là độ thêm gọi là về chăm chút đó, bảo dưỡng độ thêm linh tinh đấy mất tầm mấy chục nữa. À. Đúng đúng là đam mê đúng không anh? Con bán tải thì em bỏ độ vào lốp vậy không độ, nhưng mà xe thì lại bán tải đi gym. Rất thích. ô tô có được không có được, nhưng mà xe máy phải có. Nhất định phải có. Đúng không? Đam mê. Gặp đúng không anh? Đam mê xe các bạn ạ. À, hai bên này là gương luôn anh. Đấy là xin nhan. Con này là không lắp gương anh? Không, con này anh ít nữa không lắp gương. À. Con này độ trước cả xin nhan trước, xin nhan sau đều là đồ chơi hết rồi. Cũng xin nhan là mình cũng độ luôn. Đúng không? Xin nhan độ cả trước cả sau. À. Đây là mặt trước của nó này. Xin nhan ở thuộc là độ thêm. Bên trước có 4 cái xinh nhang các bạn ạ. Anh thử bật à đằng sau đây thôi. Đằng sau cũng lên xinh nhang rồi này. Con này thì nó có một cái chợ, cái chỗ này có phải độ không anh, hay là nó nguyên bản của nó? Giảm sóc. 900 mã lực cho nên là nó sử dụng cái bộ bô 950cc. 950cc. Biển 950cc luôn. Lên quả bô nó, các bạn xem quả bô nó này. Nó ngoằng từ bên phía bên này là bộ máy của nó này. Ngoằng xuống này. Vòng lên. Uốn mấy khúc xong bắt đầu mới. À đây, uốn vào trong này. Mình đang hình dung ra là ô, hình như là con này nó cũng có hai ống xả anh ạ. Đúng rồi, hai máy mà, con này hai ống xả. Ừ, con này vẫn hai máy mà. À. Hai trước này đều hai máy hết. Hai máy hết ạ. Đúng rồi. Phân khối lớn thì nó sẽ có dòng hai máy, ba máy và bốn máy. Hai máy, ba máy và bốn máy. À. Nó là cái piston ấy. Piston của nó. Đúng rồi. Như một máy thì sẽ có mấy piston anh? Một máy thì sẽ có một piston. Đấy, máy nó là piston và xi lanh. Một máy sẽ là một bộ piston xi lanh, hai máy sẽ là hai piston và cứ như thế. À. Thường thường thì có đúng một hãng duy nhất là cái bô hay KTM ấy. Bô này bằng một cái size mới. Con bô bằng một con bằng mỗi size mới. Cái giá trị của cái bô và bộ cổ gọi là full system. Đây. Bô và cổ. Full system. Đây, con này cổ không full, con này nguyên bô luôn. Con này bô kèm mát luôn. Bô của nó này là bao nhiêu tiền vậy anh? Bô này thì bởi hãng thôi, nó phải dao động tầm 40 50 triệu. Nguyên quả bô này ạ. Đúng rồi, hãng. Còn ở ngoài là hơn 30 triệu. À. Như anh nói là mình lắp bô đấy để giảm thiểu khí thải ạ. Cái chung bô thì nó là cái bộ phận giảm thiểu cái khí thải. Nhưng mà cái bô hãng này khi mà mình độ là nó sẽ có giấy tờ đàng hoàng này. Nó sẽ có hóa đơn xuất nhập khẩu. À. Có cả map luôn đấy. Công an các thứ cho kiểm tra thoải mái. Đúng rồi, bô này thì là hoàn toàn hợp lệ. Vâng. Với nhà sản xuất. À. Ở đây cái bô, cái vành của nó, cái vành này là bao nhiêu inch anh? Vành này của nó là 17 inch. Đây em này. Ở trên thông số lốp thì nó sẽ có R đấy, R là 17 là 17. Ví dụ như 16 thì nó sẽ 16 inch. À. Ừ. Còn đây cái thông số 180 này, nó là đây. 180. Là, ừ, nó là chiều ngang từ đây. Cái là từ đây sang lên đây. Nó là 18 cm. Đấy. À, đây, cái thông số trên lốp thì 18 cm hay xe máy nó sẽ là như thế. Ồ. Từ đây sang lên đây nó sẽ là 18 cm. Vâng. Ừ. Và cái số 55 này. 55. Ừ. 55 này nó sẽ là cái phần trăm so với số 180. Phần trăm so với 180. 55% của
180 thì nó sẽ ra cái độ dày của lốp. Độ dày bên trong hay là độ cao này? À, độ cao từ đây đến đây. Đúng rồi. Từ đỉnh xuống đến mép này. Là nó 55%. 55% của 180. À. Đấy. Đây là ý nghĩa của thông số lốp. Ý nghĩa của thông số lốp ở trong đây nó ghi đây là mình sẽ biết được đây. Lốp này lốp zin luôn là anh Hiếu. Lốp này lốp độ anh của hãng Pirelli. Đây ạ, Pirelli. Đây là một trong những hãng triệu rất là nổi tiếng. Hai quả lốp. Hai quả lốp này gần 10 triệu. Gần 10 triệu. 9.6. 9.6. Hai quả lốp này. À. Đam mê xe nên là mình có gì hay là mình độ luôn. Đi vùng cao đi lốp này là mình thích, anh hay chui vào đường xấu. Cái lốp này nó sẽ hỗ trợ gì trong lúc mà mình đi đường anh? Nói chung là cái lốp này bám đường rất là tốt. So với đi đường vùng cao thì khi gặp đá bùn đất thì cái lốp này bám đường rất là tốt. À. Nó mới đất mới đá mới bùn rất là tốt. Còn lốp gì của nó trơn lắm. Còn có phanh của nó anh có độ không? Không, phanh này bố em đôi có coi luôn. Phanh zin luôn. Đèn này mình cũng độ thêm. Đúng rồi, đèn đấy anh độ thêm. Hình như anh có bị ngã một phát đây. Không, đấy bị đổ. À, bị đổ. Các bạn dắt xe đổ. Cái này là cái gì đây? Đấy là cái lọc dầu, lọc nhớt. Nhiều bộ phận của xe mình không biết các bạn ạ. Xe hơi khác, xe phổ thông một chút. Đúng rồi. À, đây là có thêm một cái két nữa là két tản nhiệt nhớt. Lại còn tản nhiệt nhớt nữa anh. Đúng rồi. Là nhớt vào đây để tản nhiệt rồi, vào đây. Đấy, còn trên này nó là két tản nhiệt nước của động cơ. Nước làm mát động cơ. Cái này là làm mát bằng nước. Đúng rồi. Còn con này thì như anh nói là bằng gió. Đúng rồi, gió. À. Nước với gió thì anh thấy là cái nào nó sẽ ok hơn? Nói chung là nước nó sẽ ok hơn. Nước này thì nó sẽ mát hơn. À. Gió kia mà đi tốc độ chậm thì nóng lắm. Tốc độ làm mát bằng gió thì phải đi nhanh. Bằng gió đấy mình đi phải bao nhiêu cây mới mát được? Nói chung là đi trời mát thì mấy lại cả do là mình đi nhanh hay không thì nó đẩy gió vào thì động cơ nó sẽ ok hơn. À. Còn làm mát nước này thì nó ổn định hơn. Đây là lý do anh lại thích con này hơn đấy. À. Đây là cái bộ lọc gió làm mát đấy. Bên ngoài nó là cái bảo vệ. Cái bảo vệ này lắp thêm, Evotech bộ để lắp thêm. Lắp thêm. Cái đấy nó là một trong những loại đồ chơi đấy. Đồ chơi lắp thêm. Trông cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đảm bảo phẩm mỹ. Mát. Không phải mát mà sờ vào nóng ấy. Anh Hiếu là đam mê xe là từ khi nào anh Hiếu? Từ năm 18 tuổi. Từ năm 18 tuổi. Tuổi là đam mê xe rồi. Trải qua rất nhiều dòng xe rồi. À, chiếc đầu tiên chiếc G15. G15. Đúng rồi. Sau đấy là chạy một chiếc Ducati 795. 795. 795. Xong rồi đổi về CR 600. À. Xong rồi chạy Scamper. Xong rồi chạy Hyper. Nói chung là hầu như các dòng xe này đều trải nghiệm hết. Thế cái cảm xúc của anh khi mà anh chạy xe là như nào? Nói chung là rất là vui thôi. Vì nhất là khi mà mình làm công việc nó bị stress đấy. Vâng. Là mình cầm xe mình đi lượn một vòng là cảm giác là nó xả hết stress rồi. Đây mình chia sẻ với bạn cái này rất là hay nhỉ. Hôm qua anh em ngồi uống cà phê, xong anh em nói là khi nào mà anh với cả cái bạn thân vừa lấy mình quay bạn xem ấy mà có giận cỡ nhau một tí ấy, là anh sẽ vác xe đi chạy vòng quanh ở Hà Giang chơi đi chơi nhau. Đi chơi khoảng 1-2 hôm là về là cãi nhau ở nhà, cãi nhau làm gì. Đúng rồi, mình cứ vác xe đi chơi đúng không. Mà khi mà đã giận nhau ở cửa nhà là càng cãi nhau, nó cứ là thôi tránh đi. Mình vác xe đi chơi mà được thì thoải mái. Hào hỏa rồi, dễ nói chuyện với nhau rồi thì lúc đấy ngồi nói chuyện xong. À, rất là hay đấy. Mấy anh em mà chơi xe lưu ý tiếp mày nhá. Có một con CBR 650 của bạn anh ra, nó được phụ chơi. Con đấy độ nhiều. CBR 650. Đúng rồi, lâu đấy nhỉ. Anh gọi lại ông với hát này. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy thử lại cái con này theo đúng cái dáng ở đấy ngồi các bạn nhé. Anh... Với đây mình theo kinh nghiệm là mình độ kiểu này các bạn ạ. Chạy nhanh thì gió nó sẽ tốc lên. Đây là như kinh nghiệm của anh Hiếu, anh sẽ độ kiểu này. Lẽ ra là mình phải mang quả mũ full phơi anh đúng ạ rồi. Chạy sẽ thích hơn. Thì mình sẽ tăng được gia tốc cao hơn để mình chạy thử. Đó, độ như này. Xong anh cầm một em ở cái này em sợ rơi. Em cứ chạy đi. Bao giờ mà vòng tua lên tầm khoảng 9.000 em sang số 3. Lên 9.000. 7.000, 7.000 thôi, 7.000. 8.000 em sang số 3. 7.000 cho nó đỡ sốt ruột. Em chưa quen xe lắm thì cứ đi tầm khoảng 7.000. Không có gì trong người là chạy thoải mái rồi đấy. Ừ. Thẳng lưng tay thẳng ra. Đấy. Thẳng tay này luôn này. Trung trung một tí. Nó cho ngồi xe này là nó phải thoải mái. Cứ thoải mái nhất là được. Đúng rồi. Thoải mái nhất có thể đi. Đấy, đúng rồi, ngồi như đấy.
Đấy, đấy. Kéo xuống đấy. Toàn thân để mà chạy anh ạ. Con này nó hướng gió này, hướng gió. Con này không hướng gió đâu. Đấy, con này thần gió vừa bay vừa quả. Ui. Thường đi loanh quanh thì anh ấy sẽ có một cái mũ được đúc bằng carbon fiber. Mũ carbon luôn anh. Đúng rồi, đây là vỏ bằng vỏ ngoài bằng carbon. Cho em cầm xem nào. Ôi, cảm giác nó rất là nhẹ đúng không anh? Nhưng mà nó cũng chắc rất chắc chắn đúng không? Vật liệu carbon này thì cái độ bền nó rất là tốt. À. Thậm chí có những cái hãng xe nổi tiếng trên thế giới, xe đua là người ta sử dụng carbon này để làm vành xe luôn. À, dùng carbon để làm vành xe à? Đúng rồi. Thì gặp vỏ xe, ví dụ như đây, cái này cũng là một cái carbon. Cái này là carbon luôn anh. Đặc điểm của carbon này em cảm thấy rất là mỏng và nhẹ đúng không? Nhẹ và cứng. Nhẹ và cứng. Cái độ chắc chắn. À, đây là con xe của anh thôi. Em xin phép em review con xe của anh luôn nhá. 600 phút đối chơi tàu. Cảm ơn bạn ạ. Giá trị nó cũng không gọi là bao nhiêu lắm cả. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân anh. Chào bạn, mình Hoàng Anh. Mình sinh ra lớn lên tại thành phố Hà Giang. Công việc chính của mình chủ yếu là ở đây là cho thuê xe máy du lịch và kèm theo một vài cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe như là xông hơi, tắm lá thuốc và massage tại thành phố Hà Giang. Ngoài ra thì mình có đam mê chơi các dòng xe mô tô cùng các anh em trong tỉnh. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang sở hữu duy nhất một chiếc xe Honda CBR 650R này thôi. Con này đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đây, chiếc xe gắn bó mình cũng được hơn một năm rồi. Cái bô này anh cũng độ bô luôn không anh? Đúng rồi, chính xác. Chiếc xe này mình thay chiếc bô khác để tiếng nổ nó được phấn khích hơn một chút. Phấn khích hơn. Anh nhớ nói là bá làm có to. Một chút của anh hơi phức tạp. Chiếc xe này nó chỉ có 650 phân khối thôi. Nhưng mà được cái nó khá là tiết kiệm xăng. Cho em hỏi là trên đây là có tất cả là 4 ống xả anh? Đúng rồi, chính xác. Nó là 4 ống xả. Do dòng máy... Đúng rồi, dòng này có 4 máy, dòng i4. À. Cái mặt nạ này anh cũng độ lại đúng không? Sau tất cả nó đều nguyên zin bản, nguyên bản hết bạn ạ. Nguyên bản. Là anh dán cái carbon. Đúng rồi, chính xác, mình dán để can carbon chống xước và tăng độ thẩm mỹ cho xe thôi. À. Thì ra thì đây, cái bộ phận này nó cũng độ. Đây. Cái này là bộ phận độ gì đây? Rồi, cái này là hốc gió mình có độ về để tăng độ thẩm mỹ cho xe. Đấy, kèm theo một vài cái đồ chơi khác tăng thẩm mỹ, đúng không? Đấy là bộ phận chống đổ và chống bảo vệ lốc máy để tránh va quyệt xước sát các bộ phận bên trong động cơ. Cái này anh cũng thêm không? Đúng rồi, cái này là quick ship để hỗ trợ sang số người dùng sang số nhanh, để không cần bóp côn. Đúng rồi, cái này là hàng Honda chính hãng. Còn cái bên này thì sao anh? Cái này là túi để đồ cá nhân, các vật dụng nhỏ nhỏ của mình bên kèm theo đỡ về. Như là điện thoại được thoải mái bạn ạ. Bên trong cũng không có gì cả. Không có ví. Đúng rồi, bình thường thì mình chỉ để những cái đồ nhỏ nhỏ như là ví, điện thoại khi đi mô tô thì đỡ vướng. Thế thôi. Xích này là... Xích này là xích nguyên bản của xe. Mình bắt buộc phải trùng trùng như này đúng không anh? Đúng rồi, chính xác phải có cái độ trùng của nó bạn ạ. Nếu như căng quá thì... nó sẽ nhanh bị xuống tuổi của xích và nó dễ bị đứt. Chiếc lốp thì đã được độ lên một size so với lốp nguyên bản, là lên 190. Và loại... có sợ bị bắn nhiều không anh? À không bạn ạ.
Như, thực ra thì anh em chơi mô tô thì những cái vấn đề nhỏ thì không quan trọng lắm bạn ạ. Thực ra thì mấy anh em đi đa phần thì chủ yếu đi vào đường thời tiết nó khô ráo, còn mưa thì đa phần là anh em di chuyển xe nhỏ. Con này anh bảo là 650 à? Đúng rồi, 650 phân khối bạn ạ. À, phân khối chứ. Cái phân khối với cái mã lực nó khác nhau cái gì anh? Mã lực. Nó là sức kéo ở bên trong động cơ bạn ạ. Nó là sức kéo bên nằm trong động cơ. Ví dụ như 650 thì là mã lực của nó bao nhiêu ạ? Của nó là mình cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng mà khoảng rơi vào 40 mấy HP, đúng không? So với phương phân khúc tầm trung thì chiếc xe này khá là lợi xăng cho người sử dụng, cũng là hợp lý cho với thị trường của Việt Nam rồi bạn ạ. Xe thì lên một vài cái đồ chơi cơ bản cũng tương đối. Cái càng này cũng lên độ không anh? Đúng rồi, chính xác. Xe này mình độ tổng chi phí rơi vào khoảng trên dưới 50 triệu cho chiếc xe máy này rồi. Còn lúc mà mình mua là bao nhiêu? Xe, lúc mình mua chính xác là 253 triệu. 253? Đúng rồi, là đúng chưa ra thuế. Đúng rồi, đăng ký xong xuôi rơi vào khoảng 260. 93 mã lực. Ừ. 93. 93 mã lực. Không hiểu em là 93 mã lực. Cái này là chiếc giá kèm điện thoại mô tô đi đường ấy, mình thiết kế riêng để mình, đúng rồi, mình đi những cái tour gần quanh quanh như ở trong phố mình sử dụng để đỡ phải cầm điện thoại. Cái này là mình cũng lắp thêm một cái đúng rồi, chính xác, cái này là bộ phận mình chống đổ tay lái. Đấy, mình nó lên bộ phận chẳng ba nhìn nó thẩm mỹ hơn so với phiên bản zin, đúng không? Kèm theo là những cái tay côn đồ chơi độ, nó sẽ hỗ trợ bóp côn nó nhẹ hơn. Kèm theo cả bộ phận thắng cũng được lên đồ chơi, chính là bộ phận này luôn. Đây anh. Đúng rồi, mình thay đổi so với đồ zin. À. Bộ phận Brembo này hỗ trợ phanh nó được tốt hơn. Cái màn hình này. Màn hình này là zin bạn ạ. À. Chỉ có duy nhất cái kính gió thì này là mình cũng sẽ đã độ lên rồi. Kính chắn gió. Đúng rồi, mình đã độ lên, nó sẽ thẩm mỹ hơn và nó độ vòng nó cao hơn so với phiên bản zin. Anh chạy thử cho các bạn xem một tí ha. À, vâng, ok bạn. Ok, anh độ mũ đi xong anh chạy đi. Để em quay cho anh đoạn. Cho mượn cái nick nha, anh cứ chạy thoải mái đi. Chạy thoải mái đi. Thế là mày không kịp đâu. Chạy vừa vừa anh ơi, để còn kịp quay anh nhé. Đó, các bạn nghe tiếng đỉnh vãi. Ui. Vãi đạn. Ui. Sport mà, nó không bị cản gió. À, thì đấy là con xe dành cho những người đam mê tốc độ ấy. Đúng rồi. Thì nó sẽ chắn được gió vào người. Vâng. Nhưng mà đỉnh vãi. Hai đồ này là xe này chỉ chạy được đôi thôi. Còn lên đường vùng cao thì lúc nào cũng chốt đoạt. Chốt đoạt. Vùng cao thì 9 lần khóc. Bởi vì không thích hợp để cho đi vùng cao không anh? 10 lần đi vùng cao là 9 lần khóc. À. Anh không đủ đổi mua full face mà anh vẫn chạy được vừa lấy. Và thực ra thì hôm nay cuộc gặp gỡ cũng hơi đột xuất nên mình cũng không chuẩn bị kỹ những cái món đồ bảo hộ mà thông thường anh em mình đi những cái tour trải nghiệm thử dài. Đã có. Mình, con này nó hơi sốc đấy nhá. Đi lên quanh này thực ra thì mình chỉ hạn chế trong tốc độ vừa phải của mình trở lại thì thế nay ông vừa kéo bao nhiêu kiểm soát tầm bao trong mấy không ra khỏi không đang bỏ đội mũ này á còn cái rồi á được 120 km quay về thì cái chiếc mũ này vẫn đảm bảo thoải mái mà để tăng chỉnh cái độ gáy này để mũ đỡ ngửa ra phía đằng sau đấy nó sẽ ôm cái đầu hơn. Đấy, tức là bạn đi nhanh rồi thì không hất đằng sau ấy. Có thế thôi bạn. Đấy, okay. Anh quay đi sát đây bộ để bóp côn. Để nguyên máy phát điện. Đấy bật chìa khóa lên bạn. À đang xuống xe có này. Hiển thị đèn báo số nha, đây là đèn mo này. Đây đèn mo hiển thị đồng hồ báo số ở đây nhé. Vâng ạ. Con này cua okay. Không cua gấp được như xe anh đâu nhá.
không có ghép được. Phải lấy lai to ra. Nói chung là đây khi này thì nó sẽ có công tư. Bây giờ em đang chuyển ra đây chế độ chờ. Thay vì mình phải tắt khóa gì em chỉ cần bấm cái này là nó tắt được máy, không cần vậy thiết. Anh nó không cần thiết phải tắt chìa khóa. Cảm giác của em thế nào? Em vẫn là chưa hòa hồn lắm, chưa hòa hồn lắm nhưng phấn khích không. Lúc đấy là kiểu quên hết đi mọi thứ các bạn ạ, chỉ tập trung mà đi làm sao cho chuẩn đường thôi. Xong rồi mai quên đi bộ luôn. Lúc đấy tim các bạn sẽ đập rất là nhanh và đầu các bạn phải căng ra để xử lý tình huống. Theo khi chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là mình có thể là mất mạng luôn. Như thần kinh của em thì nó tốt thì có thể trải nghiệm được cái cảm giác đó, chứ thường thường như ngày trước anh đi thì mình sẽ nâng dần cái mức độ, ví dụ từ 120 này chạy ổn định, xong rồi lên 160 ổn định, xong rồi mình mới lên. Chứ mình lên một lúc như thế thì cái hệ thần kinh của mình nó chưa được làm quen, dễ bị huyết áp. Vậy à? Anh đã từng bị tụt huyết áp là khi mà chạy quá nhanh. Đúng rồi. Khi mà lần đầu anh cầm lên xe là anh sử dụng một chiếc xe Exide 150, và khi mà anh sử dụng chiếc xe R6 vâng. Là khi mà anh kéo ga mà mình thoải mái tay, còn gọi là hết ga đấy, kéo hết ga, tụt huyết áp, sẽ bị mất kiểm soát, có nghĩa là tối thui lại, mắt tối thui lại trong vòng khoảng 0,5 giây đến 1 giây. Tối thui lại luôn ạ? Đúng rồi. Kiểu lúc đấy là kiểu cái lực cái gia tốc của xe lớn, gia tốc lớn, máu không kịp lên não. Máu không kịp lên não. Đúng rồi. Thì nó sẽ tương đối là nguy hiểm. Nên là các bạn ví dụ như là xem cái clip mà trải nghiệm cảm giác xe mà không kiểm soát được cái tình trạng sức khỏe thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm. Như anh thì anh chạy con này là mắc nó lên bao nhiêu rồi anh? Thực ra thì mình đường ở trên khu vực mình không có tuyến đường nào nó phù hợp với tốc độ tối đa của chiếc xe này, nên mình mới chỉ chạy tối đa từ lúc được sở hữu chiếc xe này mới lên được 170. 170 anh không? Là tự tay mình khởi động chiếc xe này trong các tuyến đường gọi là dài nhất, là thẳng nhất ở khu vực nhà mình đang sinh sống rồi. Những anh em ở xuôi thì có những cái tuyến đường nó rộng hơn, nó dài hơn rất là nhiều và nó vắng được hơn. Anh em có thể kiểm tra hết tốc độ xe nó. Anh ơi, cho em trải nghiệm lúc cái con này được không anh? Có hai lây á? Vâng. Có hai lây thì không nên chạy chậm, nó rất là khó xử lý. Thế à? Chạy nó bị giật, rung lắm. Chậm rồi. Rung lắm. Chạy nó rung lắm, đâu. Con này không trải nghiệm tốc độ. Thế cho em chạy chậm chậm đi nhá. Chạy tà thôi. Ok. Giờ mình xin phép anh Hiếu để trải nghiệm với con gọi là quái thú của anh Hiếu, gọi là dấu. Đây là chùm cuối các bạn nhá. Con này thì em đi số 1 thôi. Lên số 2 nó sẽ rung hai bên. Con này rung hai bên áp lắm. Đây là con chùm cuối của anh Hiếu các bạn ạ. Chìa khóa là mình sẽ để trong người hay là mình cầm? Để trong người. Khi mà sử dụng xe phân khối lớn và xe côn tay nói chung ấy là không nên âm côn. Âm côn là tình trạng khi mà mình bóp côn và xe vẫn còn đang di chuyển, là không nên như thế. Không nên âm côn. Đúng rồi. À. Không nên bóp côn khi mà xe vẫn còn đang lăn bánh. Như thế thứ nhất là
nó sẽ hại lá côn này. Nếu mà mình người bóp mà không dứt khoát là nó sẽ bị hại lá côn. Thứ hai nữa là nó sẽ mất cái kiểm soát, cái nó sẽ bị trơn trượt, nó sẽ bị trượt nếu như mình lại giật mình buông ra là sẽ bị giật luôn. Đúng rồi, là cái bánh sau nó sẽ bị lết ấy. Vâng. Sẽ bị lết bánh. Và như bọn anh đi xe phân khối lớn thì gần như là tuyệt đối là không bao giờ âm côn, và sử dụng côn và bánh sau để phanh luôn. Sử dụng côn phanh, và bánh sau để phanh. Phanh bằng lực máy đấy. Đấy, khi mà em thả đang đi em thả ga ra phát là em cảm nhận nó có lực kéo ghìm xe lại đúng không? Đúng. Đấy. Cái đó nó là một trong những cái kỹ năng phổ thông và cơ bản khi mà đi xe phân khối lớn. Vâng. Như em cảm thấy anh Hiếu ạ. Hai cái con này ấy cảm giác giống như kiểu là mình sẽ dành cho những người đàn ông chững chạc. Đúng rồi. Đúng rồi. Con này không phải chuyên về tốc độ, nó chỉ đi phố thôi. Đi phố, cà phê, đi cà phê loanh quanh thôi. Đấy. Chiếc này chỉ đi cà phê phố loanh quanh thôi. Kiểu một người đàn ông lịch lãm, mình sẽ đi qua xe này rất là ngầu ạ. Kiểu đi xong rồi nhá. Các bạn hình dung ra kiểu đi này không? Rất là hoài, ngực phải thẳng lên, lưng thẳng. Đấy, đấy lưng ngực ra. Con đi này. Rồi, như kiểu các bộ phim của Mỹ. Đúng. Các bộ phim của Mỹ với những Hollywood. Mafia. Mafia. Bố già. Đúng rồi, bộ phim bố già. Uầy, như các bạn có thể thấy ở đây là ba cái dòng xe thể hiện cho ba tính cách khác nhau. Ví dụ dòng sport này thì cho các bạn trẻ đam mê tốc độ, thích sự nhanh. Ví dụ như con Ducati bên này thì như anh Hiếu nói là một dạng giống như kiểu cào cào, mình đi phượt đường núi rất là thích, gầm rất là cao. Còn cái con ở giữa đây thì thể hiện cho cái phong cách của một người đàn ông lịch lãm, giống trong kiểu mafia, rất là ngầu các bạn ạ. Ngồi lên thể hiện cái sự sang trọng. Thì đây là ba tính cách khác nhau luôn. Ok, giờ thì mình sẽ hỏi các anh về những cái thông số rồi về giá thành xe nhé. Giờ mình hỏi anh Hiếu trước đi. Anh có thể giới thiệu chút về cái con xe này cho các bạn sơ qua. Tên đầy đủ nó là Ducati Hypermotard 950. Con này thì có dung tích xy lanh là 937cc, còn 114 mã. Con này ở giá niêm yết ở hãng bây giờ là 460 triệu. 460 triệu, đúng rồi. Còn con thứ hai mình sẽ hỏi anh Khôi các bạn nhé. Anh có thể giới thiệu về con xe này ha. Con này thì nó là Harley Davidson. Các bạn có thể Harley. Đúng rồi. Nó có tên xe ở đây luôn. Vâng. Và con này là Harley Davidson 48. Dung tích xy lanh của nó là 1202 cc. Vâng. Và công suất của nó là 66 mã lực. 66 mã lực. Đạt cái công suất đấy ở 6.000 vòng trên 1 phút. À. Và giá mới niêm yết ở hãng của con này nó là 529 triệu. Gần khoảng nôm na là tầm khoảng 530 triệu. 530 triệu. Ok. Còn con thứ ba đây, mình sẽ hỏi anh. Đúng hạn. Chiếc xe này nó là 649cc theo công bố của nhà sản xuất. Giá niêm yết tại hãng của nó rơi vào khoảng 250 đến 254 triệu. Đó là chiếc xe chính hãng đập thùng Honda tại Việt Nam, được phân phối chính thức tại Việt Nam. Nó là chiếc phân khối xe mà phân khúc tầm trung là giá gọi là có thể là tốt nhất thị trường Việt Nam. Vâng. Phân khúc 600 phân khối hiện tại. Ba con xe. Rất là vui khi mà được làm quen với các anh. Xong rồi anh Hiếu ạ. Ok, đây đi tặng lá thuốc nhá. Chính anh cu đi. Đi xuống trải nghiệm. Ở lọc gió anh đâu nhỉ? Hoan nhỉ? Đây lọc gió trong kia. Thế là bây giờ là review sau xong là vâng. Mình sẽ mời mình dẫn anh em đến trải nghiệm thử dịch vụ xông hơi, tắm lá thuốc người dao đỏ và massage tại trung tâm thành phố Hà Giang này luôn. Thật đấy. Đấy, đúng rồi. Cửa hàng massage ngay gần đây đâu. Không quá xa khu vực anh em mình đang đứng. Vâng ạ. Bây giờ mời anh em mình sẽ đến trải nghiệm thử cái dịch vụ tại Hà Giang. Các bạn có thấy mình hạnh phúc không? Có những cái hôm mà mình đi đường ngủ bò ngủ bụi, hôm thì được anh em yêu quý dắt đi review xe, trải nghiệm xe. Sau rồi bây giờ anh còn dắt mình đi tắm lá thuốc người dao đỏ và được cả massage tập quất nữa các bạn ạ. Bây giờ thì cùng anh Hoàng Anh và mấy anh em di chuyển tới quán đấy nhá. Mình đã tới với cơ sở của anh Hoàng Anh các bạn ạ. Phía bên này là bến xe, còn phía bên này là anh massage này. Các bạn tới đây cũng có thể là di chuyển thẳng tới thành phố Hà Giang, sau đó thì vào đây nghỉ ngơi hoặc xông hơi cũng rất là hay.
thì bây giờ mình vô mình trải nghiệm các bạn nhá. Đây, mình tới phòng các bạn này. À, khách đang làm không ấy? Sẽ có các bạn nhân viên nữ các bạn sử dụng các dịch vụ xông hơi, tắm bát thuốc, massage ở đây của bên cửa xông hơi các bạn ạ. Khói nó bắt đầu bao phủ. Vừa lấy ở trong cái phòng xông hơi các bạn. Mình quên lối về luôn. Là mình đang ra ngoài để mình tắm cái người dao đỏ này. Ngâm trong cái bồn này. Các bạn thấy không ạ? Thoải mái. Mình có thể điều chỉnh nóng mạnh qua cái này. Tận hưởng nha. Sau khi mình được tắm lá thuốc, xông hơi trước, tắm lá thuốc. Bây giờ thì mình sẽ được một chị bấm huyệt và massage cho các bạn ạ. Cảm giác ngâm lá thuốc xong hơi nâng nâng một xíu. Đây, chị có thể chào các bạn đang xem kênh nhé. Chào các bạn nha. Chị tên là gì, chị giới thiệu đi. Chị tên là Dung. Chị là nhân viên massage. Là cái gì à? Anh. À, mình sẽ được massage đầu chân đúng không chị? Mình nghĩ là các bạn nếu mà muốn trải nghiệm thì các bạn hãy tới đây một lần. Còn giờ thì mình sẽ xin phép mình tắt video để cảm nhận các bạn ạ. Ok. Chị làm trong khoảng 45 phút các bạn ạ. Rất là thoải mái luôn. Kiểu đã thông kinh mạch hết từ đầu đến chân các bạn. Là mình cảm nhận là thư thái, đầu óc thoải mái. Chị làm rất ok các bạn nha. Nếu mà các bạn tới đây trải nghiệm có thể gọi chị. Mình bây giờ mình cảm thấy thoải mái đó, trông rõ nên là không biết nói gì các bạn. Nhưng mà chị làm đỉnh lắm. À, tốt rồi. Ok, thì bây giờ anh Khui anh đang bảo mời em mình. Thì bây giờ anh em mình đi ăn phở chua. Hà Giang có món phở chua rất là hay. Em ăn phở chua rồi chưa? Món gì anh? Phở chua. Em chưa. Được không? Hoa hậu hay đi lên Hà Giang và hoa hậu đã thử và có vẻ là phở phổ biến. Nói chung là đồ ăn thì nó là đặc sản vùng miền thì ngon hay không tùy khẩu vị từng người, nhưng mà hôm nay anh em đi thử đi. Ok. Em cũng làm YouTube nhưng mà em làm về ẩm thực. Chị có làm YouTube à? Chị có có lời nói gì chào các bạn đang xem kênh của em không? Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh gì nhỉ? Vũ Duy Hoàn phải không anh? Vâng. Vũ Duy Hoàn. Bé này xinh quá nhỉ. Chào con. Anh vẫn ở đây lâu nhỉ? Dạ, em chỗ nào vui em ở lâu. Em thấy anh tổ chức cái ghép đôi ở ngoài kia suốt nhưng mà chẳng có thời gian ra đấy. Tại vì em làm nhà hàng ấy, full thời gian cả ngày chẳng có thời gian ra đấy. Ok, chúc chị sức khỏe nha. Cảm ơn anh. Anh đang quay à? Vâng ạ. Để em. Chào mọi người, mình cũng là YouTuber. Kênh của mình là Bếp Của Em, chuyên về ẩm thực. Có gì thì mọi người ghé qua kênh của mình nhá. Xin chào. Chị sức khỏe, anh. Bye bye chị. À, mình tới thì là chị bảo ô anh Hoàn à, cho em tấm ảnh. Thế là mình vừa chụp với chị một tấm. Và ra các bạn tới với phở chua Hiền Lương. Đây, hai anh em di chuyển vào làm món phở chua. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái món phở chua do anh làm nhá. Em chào anh nhá. Chua là nó chua từ cái gì vậy? Nước sốt chan vào
sốt chan vô. Đây sẽ có các gia vị như là rau này, thịt lợn đen rõ ràng là xa xíu, thịt lợn đen này. Bên này là có cả trứng này với cả nạp sườn, nạp sườn này. À đây, đây là linh hồn của cái món phở chua đấy anh. Wow. Nó hoàn thành xong rồi nhé. Anh Khôi sẽ review món phở chua cho các bạn xem nha. Phở chua này thì Hà Giang thì có thể nói đó là một trong những món mà mình khá là thích, bởi vì nó nguội. Nó nguội. Nó nguội. Đúng rồi, nó không ăn nóng như các món phở nước bình thường. Là nó mát. Mùa hè. Là mùa hè mình ăn cái này nó dễ ăn hơn. À, đặc biệt là mình thích cái vị sốt chua của nó ấy. Nó sẽ đưa hơn. Để review một miếng cho các bạn xem. Ở một đĩa phở chua này thì mình cần phải trộn lên thì thành phần topping của nó sẽ có topping chiên chiên như này. Đó. Phở chiên giòn này. Phở chiên giòn. Tạp xưởng này. Và sẽ có một số loại rau củ quả, muối chua, rau thơm, cà rốt. Anh làm mẫu cho em ăn đấy. Rất là dễ ăn, nóng nên là chúng ta không phải thủ, không phải tối, rất là mát. Chị còn nói thế nào? Ngọt ngọt, hơi chua chua một xíu, rất là dễ ăn, dễ vào. Anh Đại mở đạt ở quán mình quay đồ quay đấy ạ. Phở mềm cộng với cả cái gia vị rồi là nước dùng rồi cái bộ còn giòn của bánh phở này và rất là nhiều hương vị khác quyện vào. Rất là ngon mà. Cứ là sao nên thưởng thức món này nhé.